Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinatix của chúng tôi. Và ở bài học hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể điều khiển máy tính từ xa bằng điện thoại hoặc là máy tính khác. Thì thông thường ứng dụng của việc điều khiển máy tính từ xa là chúng ta có thể truy cập vào máy tính của người khác để chúng ta có thể cài giúp họ các phần mềm hoặc là chúng ta khắc phục sự cố. Thì để có thể điều khiển máy tính từ xa như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào Google và chúng ta gõ phần mềm TeamViewer. Sau đó chúng ta Enter. Tiếp theo tại trang chủ của TeamViewer các bạn sẽ click vào. Tiếp theo các bạn sẽ nhấy vào mục tải về miễn phí ở đây để sử dụng cá nhân. Sau đó các bạn nhấy vào mục Save File ở đây. Và như vậy quá trình tải về đang bắt đầu. Sau khi tải về thành công, các bạn nhấy để cài đặt. Ta nhấy vào Run. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cài đặt mặc định ở đây. Tại mục bạn muốn sử dụng TeamViewer như thế nào thì các bạn có thể nhấy vào Boot up the bow ở đây. Sau đó các bạn sẽ nhấy vào mục Accept Finish. Như vậy chúng ta chờ để quá trình cài đặt hoàn thành. Và như vậy chúng ta đã cài đặt thành công phần mềm TeamViewer. Và để người khác có thể truy cập vào máy tính của chúng ta, thì sau khi khởi động phần mềm TeamViewer lên, chúng ta sẽ cung cấp cho họ về ID và password ở đây. Và các bạn lưu ý, ID và password này sẽ tự động sinh ngẫu nhiên cứ mỗi lần chúng ta khởi động phần mềm TeamViewer lên. Còn nếu chúng ta muốn điều khiển máy tính khác từ máy tính này thì chúng ta sẽ nhập địa chỉ ID của máy đó vào mục này. Sau đó chúng ta sẽ nhảy vào mục Connect. Và tương tự chúng ta cũng cần phải có mật khẩu. Và bây giờ tôi sẽ sử dụng một chiếc điện thoại đã có cài đặt sẵn phần mềm TeamViewer để có thể truy cập vào máy tính này thông qua ID và password ở đây. Tiếp theo tôi sẽ truy cập vào phần mềm TeamViewer ở trên điện thoại. Và tôi sẽ nhập ID của máy tính của tôi, đó là 16081224. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào mục điều khiển máy tính từ xa. Và các bạn phải click 1 đến 2 lần khi có vui lòng chưa kết nối. Thì như vậy chúng ta đã kết nối thành công. Tiếp theo các bạn sẽ nhập mật khẩu 62C9FM. Các bạn nhấn OK. Thì như vậy điện thoại của chúng ta đang truy cập vào máy tính của tôi. Và khi điện thoại truy cập vào máy tính của tôi thì màn hình nền của máy tính sẽ chuyển qua màu đen như thế này và phần mềm TeamViewer sẽ thu gọn ở dưới này. Đây là chiếc điện thoại của tôi đang truy cập vào máy tính của tôi. Điện thoại Samsung ở đây. Ví dụ như ở đây tôi sẽ truy cập vào phần mềm Macro Dreamweaver 8 ở đây bằng cách nháy đúc. Như vậy ở trên máy tính phần mềm cũng đã khởi động. Vì mạng hơi chậm nên các bạn sẽ phải mất thời gian để có thể tải được. Tiếp theo tôi sẽ tạo một tệp HTML. Và như vậy chúng ta có thể điều khiển được máy tính khác ở đây. Và để có thể gõ được các ký tự thì chúng ta sẽ click vào biểu tượng ở đây. Mạng hơi chậm. Ví dụ như đây. Tôi sẽ gõ xin chào các bạn. Đấy, như vậy chúng ta đã thấy ở trên điện thoại cũng có xin chào các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đóng phần mềm này xuống. Ví dụ như tôi có thể truy cập vào các thư mục ở đây.
Như vậy chúng ta đã truy cập vào máy tính thành công. Thì sau khi đã truy cập thành công, các bạn có thể cài đặt giúp người ta một số phần mềm hoặc cũng có thể là khắc phục một số lỗi ở trên máy tính của họ. Và tất nhiên chúng ta có thể ngắt kết nối ở trên điện thoại này hoặc ở trên máy tính. Để ngắt kết nối, các bạn sẽ nhấn vào ông mũi tên ở đây, chọn Close Connection. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể truy cập vào máy tính của người khác thông qua phần mềm TeamViewer. Thông thường mỗi lần chúng ta khởi động phần mềm TeamViewer này thì mật khẩu sẽ được tự động sinh ngẫu nhiên, và để chúng ta có thể truy cập vào máy tính này bằng một mật khẩu cố định thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ vào Extract, chọn Options. Sau đó chúng ta chọn Security và chúng ta sẽ đặt mật khẩu cố định ở đây. Ví dụ như ở đây tôi sẽ đặt mật khẩu như thế này. Và sau đó các bạn sẽ nhấn vào OK ở đây. Như vậy để có thể truy cập vào máy tính này, chúng ta chỉ cần có ID và có thể sử dụng mật khẩu này hoặc mật khẩu cố định như lúc nãy chúng ta vừa thiết lập. Và để có thể thuận lợi điều khiển máy tính này thì chúng ta nên sử dụng mật khẩu cố định. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu các bạn có thắc mắc thì các bạn có thể bình luận vào phần bên dưới để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Và để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.